đang bàn giao cái máy sắt gạo cho bà con ở dưới Kiên Giang. Thì điện ở đây yếu quá, tí từ mãi đằng kia kéo vào dây nó nhỏ, thành ra là phải sử dụng dây lớn mới được. Thì đang đề ba thử. Ba lô này tao mua cho gà ăn. Đó, 24 rồi, cháu chỉnh cái nước này đi, chỉnh cái nước này. Sàn thôi. Sàn thì có hạt nào chứ chở chạy rồi. Bà con đang là rất là cảm thấy hưng phấn. Bà con đến xem đông vui quá, không quay được máy. Máy chạy êm, chấu ra là không có tí thóc nào. Các bạn có thể nhìn thấy chấu nó bay theo gió luôn đó. Nguồn điện là từ cuối con đường kia đến đây, nhưng mà sử dụng cái dây nhỏ. Thế là phải cho máy chạy đế ba trước rồi mới dám cho lúa vào. Motor chính của cái máy này là 2,2 kW, motor sàng rung là 250 W. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.